Chào các bác và các anh em. Hôm nay thì em cài một chiếc băng số Vina VT 6100 cho một bác khách để chuẩn bị gửi cho bác ấy sử dụng. Thì chiếc băng số này thì em cũng đã nhập về một số chiếc trong thời gian gần đây. Thì dòng băng số này thì trong cái phân khúc bình dân, giá của nó thì em nói luôn là 1,5 triệu một chiếc băng số. Thế nhưng mà đối với một chiếc băng số bình dân mà chúng ta biết cách cài đặt, khai thác cái chất âm ở trên băng số thì có lẽ rằng là cũng đem lại một cái chất âm mà nó khá hay. Đối với em thì đối với những chiếc vang số bình dân rẻ tiền, em vẫn có thể là làm cho giá trị của những chiếc vang số đó có thể là hơn lên rất nhiều. Có thể là so sánh với những chiếc vang số 2 triệu, hơn 2 triệu. Đấy là cái giá trị của cái vấn đề cài đặt. Thì để mà chứng minh cho cái việc này thì em hát một bài karaoke trên chiếc vang số Vina VT 6100 này. Để cho các bác nghe. Thì cái chất giọng của em thì chắc các bác cũng biết rồi. Em hát thì nó không hay lắm. Số Vina VT 6100 thì các bác nghe em có thể là nghe được với một cái chất âm mà em căn chỉnh ở trên chiếc băng số này thì có lẽ rằng là cũng sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các bác anh em khi mà mua cái dòng vang số bình dân để mà phục vụ cho một cái bộ dàn karaoke mà nó cũng mang chất bình dân. Thì đối với một người mà căn chỉnh tốt thì em nghĩ rằng là đối với những chiếc vang số cũng không phải cao cấp, thế nhưng mà vẫn đem lại được một cái chất âm mà có thể là nó xứng tiền với lại cái đồng tiền các bác bỏ ra. Chứ còn nó không thể so bì với lại những chiếc vang số cao cấp gấp đôi gấp ba cái giá thành của chiếc vang số này. Thế nhưng mà nếu như các bác anh em mà gọi là có một bộ dàn karaoke bình dân và muốn một cái chi phí đầu tư ít và vẫn có thể là có một cái chất âm hay thì có thể là liên hệ với em để em cài đặt cho các bác anh em về cái dòng vang số Vina VT 6100.
Thì các bác có nhu cầu thì hãy liên hệ với Thanh Hồng Audio Car TV. Đây là cái số điện thoại của em. Thì các bác liên hệ với em để em có thể là tư vấn cho các anh em và cài đặt theo cái cấu hình thiết bị cũng như là cái sở thích của các bác và anh em.